Tên hung thủ trốn kỹ quá sếp. Hắn nhuần nhẹo quá. Sếp nhìn kìa. Mẹ ơi, con cũng muốn có bình nước phát sáng kia. Nào có tiền mẹ mua cho. Cặp sách của con cũng rách rồi. Được rồi, để mẹ lo. Chúng ta lên giúp hai mẹ con họ. Giúp thế nào sếp? Theo tôi. Tôi có chút gửi hai mẹ con. Nhưng... chị cứ cầm lấy, đây là tấm lòng của bọn tôi. Cậu lấy đâu ra những thứ này? À, giờ chơi rồi, săn bảo bối fitty thôi. Quay nào, trúng rồi. Ngon thật mẹ. Bạn ơi, có quà này. Quà đâu? Ai quen thế sếp, tên hung thủ, bắt lấy hắn. Wow.